Xin chào mọi người, đây là video clip mà mình chia sẻ về cái tử vi, đặc biệt là của những cái người phải chịu tam tai trong năm Kỷ Hợi 2019. Thì như đã biết, năm sau là năm Kỷ Hợi, thì Kỷ Hợi thì sẽ là năm bắt đầu của tam tai 3 tuổi, đó là Tỵ, Dậu, Sửu. Tuy nhiên là không phải là cứ hẻ tam tai thì tuổi nào của trong cái tuổi Tỵ, tuổi nào ở trong với cái tuổi tuổi Dậu và tuổi Sửu cũng gặp rắc rối. Thường thì cũng như thấy người ta không kêu là Sửu Dậu Tỵ mà Tỵ Dậu Sửu, thì đầu năm 2019 thì tam tai của những người tuổi Tỵ sẽ rất là khó khăn, chịu nhiều sự chi phối của tam tai nhất. Sau đó tới năm 2020 thì những người tuổi Dậu sẽ bị sự chi phối của cái tam tai nặng nề, và đặc biệt là năm 2021 là những người tuổi Sửu sẽ phải bị sự khó khăn của ba năm tam tai. Thì khẳng định lại rằng là chỉ có 3 năm tới, 2019, 2020 và 2021 là 3 tuổi Tỵ, Dậu, Sửu là tam tai, không có tuổi nào khác phải chịu tam tai. Thì mình có thấy rằng đó là một số người ở các tuổi khác, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, thậm chí là tuổi Thìn rồi này kia, qua năm em tam tai ha, mà không phải. Thì tam tai sẽ lặp đi lặp lại trong vòng 10 lần cứ xoay quanh, chứ không phải là cứ năm nào cũng tam tai hết thì cứ qua đây năm tam tai tới năm sau là lục xung, ôi cứ năm nào cũng xui xẻo hết, thì mình sẽ không phải là như vậy ha. Thì mình có cái làm những cái chi tiết luôn là tam tai, nhưng mà tuổi Tỵ nào là xấu nhất và xấu ở đâu. Thì xét chung thì ví dụ như là người tuổi Tỵ thì đầu tiên hết á, thì mình sẽ xét cho những người tuổi Tỵ, những người sẽ chịu tam tai, ảnh hưởng tam tai năm nặng ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 đó, thì đầu tiên hết là tuổi Quý Tỵ. Quý Tỵ là sinh năm 1953, tức là 67 tuổi đó anh chị, chú bác là các bác trai và gái là 67 tuổi đó. Thì mình sẽ xét như vậy, mạng á thì là nếu mà về nam á là mạng á là trường lưu thủy, thì nếu mà mạng trường lưu thủy là tức là nước sông lớn á, mạng trường lưu thủy gặp năm mà năm mộc bình địa mộc là sinh xuất, xấu chủ về tốn hao sức khỏe và không được tốt đẹp lắm, và tâm tai nữa. Đặc biệt là vướng nam mạng của Quý Tỵ 1953 đó, 2019 thì là gặp cái sao chủ là sao Thái Bạch. Người ta nói là sao chủ là Thái Bạch quét sạch cửa nhà, đau ốm, hao tài. Nhưng mà những cái tuổi này ở 67 thì chắc nghĩ em nghĩ thì không còn làm việc nữa, cho nên là cũng không có đến nỗi nào là mình phiêu lưu mạo hiểm, ở đây là mình chỉ về vườn rồi ha, nghỉ hưu rồi. Mà nghỉ hưu rồi thì những cái việc của 67 này thì nếu mà như nó đau ốm hao tài thì có thể là mình sẽ tốn tiền ở trong cái chuyện bệnh tật, và đặc biệt là con cái sẽ gây cho mình hao tốn tiền bạc ha. Mà sao Thái Bạch là một cái tinh quân xấu, cần giữ gìn cái việc mà kinh doanh cho nó tốt đẹp. Nếu như mà đã nghỉ hưu mà các anh các chị mà ra làm kinh doanh ha, coi như là coi chừng tốn hao trong già đạo gây ra, có thể trắng tay. Thì như đã nói là sao Thái Bạch đó, thì người gặp sao Thái Bạch thì kỵ màu trắng, cho nên là nếu đi đâu xa thì đừng nên mặc đồ màu trắng, nó sẽ không tốt đẹp lắm. Đặc biệt là cái sao Thái Bạch là thuộc hành kim, người thì là mệnh trường lưu thủy, cho nên là kim sinh thủy, bản thân nó là tương hợp, cho nên là cái sự tác hại của cái sao Thái Bạch đối với người nam mạng tuổi Quý Tỵ ở trong năm tam tai 2019 thì cũng không quá nặng nề đâu, cũng không có cần phải lo lắng, nó chỉ cần dù gì đi nữa trong rủi cũng có may ha. Hạn thì là toán tập, hạn toán tập là đại hạn, trở ngại và va vấp. Gặp hạn toán tập chủ về hao tài, đau ốm. Ngoài ra là cẩn thận cái xe cộ và bộ mạng của mình, hạn toán tập thì rất là dễ xảy ra cái việc mà bệnh mạng bất thành lình, cho nên về mặt sức khỏe và bộ mạng cần để ý ha.
vận niên á, là thử quy điền, chuột về đồng, chuột mà ở trong trong đồng lúa thì khá tốt ha. Rồi thiên can á, thì kỷ của của năm Kỷ Hợi khắc chữ quý của người quý tỵ Nam An. Như vậy là tương xung bất an, gặp cái năm mà về thiên can tương khắc thì chủ về công việc nó rất là rắc rối, dễ sinh ra những cái việc không tốt đẹp, thậm chí là vướng vòng lao lý. Cho nên là nếu như là và vào cái năm 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 này thì các anh các chị các anh thì không nên vướng vào việc chuyện làm ăn mang một cái tính chất nguy hiểm ha. Ký thay ký giúp gì đó sẽ không có tốt đẹp đâu. Đi chi tỵ gặp hợi là tam tai, dần thân tỵ hợi cũng là lục xung luôn, đồng thời là tam tai ha. Thì cho nên là nó sẽ rất là khó khăn về phần gia đạo, buồn phiền, đem đến nhiều điều không tốt đẹp. Đó là tại sao mà nói là tam tai nó xui, mà nó xui cỡ nào ha. Nam mạng quý tỵ là tại em thấy là thấy không êm rồi đó. Rồi tiếp tục đó là nữ mạng của quý tỵ, thì nữ mạng quý tỵ thì cũng giống như là nam mạng, thì mạng là trường lưu thủy gặp năm bình địa mộc là sinh xuất, cho nên là bổn mạng sức khỏe cũng không được tốt đẹp, khá là rề rề. Tuy nhiên là sao chiếu mạng sao chủ thì các bác nữ thì lại là những sao thái âm, có sao thái âm chiếu mạng, người ta nói là sao thái âm mà chiếu mạng thì may mắn phúc lộc tốt, ngon lành ha. Hạn chỉ là hạn huỳnh tiền, hạn chỉ phòng bệnh nặng thôi, chứ không có nguy an tới bổn mạng, cũng không có tốn tiền. Vận niên thì cũng là ngu canh điền, trâu cày ruộng tốt. Đặc biệt là thiên can thì cũng giống như các bác nam, kỷ nó khắc quý, tương xung bất an, công việc làm ăn nó sẽ sinh rầy rà rối rắm. Địa chi thì như nó nói ha, đang ở trong năm tam tai cộng lục xung thì khó có chuyện mà vui vẻ với con cái và gia đạo, sẽ có nhiều chuyện buồn phiền. Như vậy thì rõ ràng cùng là vào năm tam tai, nhưng người quý tỵ nam mạng gặp rất là nhiều rắc rối và xui xẻo, trong khi nữ mạng thì chỉ có là cái địa chi ở trong năm tam tai và cái tử vi tương khắc, thiên can tương khắc xấu về việc làm ăn và gia đạo. Tuy nhiên là dù sao đi nữa thì cũng có cái sao thái âm, sao thái âm thì nó khá tốt đẹp cho người dù là nam hay nữ mạng, ngon lành ha. Cho nên là đó là cái thông tin mà tại sao mà năm tam tai của cái người tuổi tỵ quý tỵ ở trong năm 2019 nó sẽ ra sao. Tiếp đến đó là người ất tỵ sinh năm 1965, tức là 55 tuổi đó, thì người ất tỵ ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 cũng phải chịu tam tai giống như tất cả các người tuổi tỵ khác. Tuy nhiên ất tỵ sẽ đỡ đần hơn, thì để xem coi nó đỡ đần tới cỡ nào ha. Mạng thì như đã biết thì các anh là mạng phúc đăng hỏa, sinh năm 1965 ất tỵ, là tức là lửa trên cái ngọn đèn đó, gặp năm bình địa mộc tức là được tương sinh mộc sinh hỏa, là bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, tốt đẹp, và thậm chí nó còn tốt cho cái việc mà tương sinh ở trong cái sao hạn, các cái phúc tinh và tài tinh của cái tử vi của năm nó sẽ ảnh hưởng tốt. Rồi sao thì các anh trúng cái sao mà gọi như là xấu nhất của năm, tức là sao La Hầu, người ta nói ốm đau rối rắm, thậm chí là đáo tụng đình, có cái sao nó không được tốt đẹp này thì tránh những cái chuyện làm ăn lớn. Dù là được tương sinh mệnh đi nữa thì có sao La Hầu, thì nghe nói nam La Hầu nữ kế đô thì đây là rất là xui xẻo. Hạn thì tam kheo, đề phòng xây sát tay chân, nhưng nhẹ không ảnh hưởng bổn mạng. Với hạn tam kheo này mà cộng với cái việc mà được cái bổn mạng tương sinh mộc sinh hỏa thì có thể nói rằng không có vấn đề gì đối với các anh đâu, có lỡ mà có bị tai nạn hay là gì tí xíu thì cũng là chạy chùa thôi, chứ không có nguy nan cái bổn mạng. Vận niên là cẩu cuồng phong, tức là chó điên dại đó ha. Cái vận niên là đụng cái gì cũng nóng nảy, đụng cái gì cũng khó chịu đây, là xấu, rất xấu. Người ta nói đụng vận niên cẩu điên dại, quên cẩu cuồng phong này á thì không nên làm ăn lớn.
sẽ dễ gặp mà nhiều tranh chấp rối rắm mà mình không có được lợi, và sẽ dễ gây hao tốn cho mình ha. Thiên can chữ ất của các âm gặp kỹ ha, ất nó khắc kỹ à, thiên can khắc năm mà ở trên thì các bác sẽ quý khắc kỹ khắc quý là năm khắc cái, không bây giờ ất khắc kỹ à, thì là xấu. Nó khắc mình hay mình khắc nó thì nó cũng ảnh hưởng đến công việc, xảy ra rối rắm rầy rà, gặp rất là nhiều khó khăn. Có thể nói là với cái địa chi thuộc tam tai tỵ hợi sát nhau ở trong cái cũng là lục xung ở trong tứ hành xung, thì rõ ràng rằng là nam mạng ất tỵ sinh năm 1955 với cái vẻ bề ngoài bị tam tai cộng với sao không tốt, vận niên không tốt, thiên can không tốt, địa chi không tốt, hạn thì chỉ có bình bình, thì rõ ràng là ất tỵ nam mạng sinh năm 1955 sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trong cái năm kỷ hợi 2019. Cho nên là các anh cần cẩn thận nhiều điều nếu không muốn gặp rắc rối ha. Tiếp tục là nữ mạng của ất tỵ sinh năm 1965, cũng là 55 tuổi nữ mạng, thì người này là âm nam âm nữ, thì mạng cũng như nam là phúc đăng hỏa ha, rồi là được tương sinh mộc sinh hỏa của năm là tốt đẹp về bổn mạng, có thể bổn mạng sẽ không bị nguy nan, thậm chí là có nhiều việc tốt đẹp. Người ta nói mà bổn mạng được tương sinh thì nó có ảnh hưởng tốt đến cái vận hạn của mình một chút ha, dù gì được cái bộ mạng tương sinh là phải ngon rồi. Tuy nhiên sao chủ của các chị là sao kế đô à, một cái sự sao cũng là đem đến ốm đau và tai tiếng. Người ta nói nam la hầu nữ kế đô thì rõ ràng ất tỵ 1965 là dướng đủ à, nam thì dướng la hầu, nữ thì dướng kế đô ha. Rồi tiếp đến đó là hạn là thiên tinh, rối rắm tranh chấp dễ bị kiện thương à. Rồi vận niên là cẩu cuồng phong, cũng giống các anh ha, chó điên dại thì như là em đã giải thích ở trên. Thiên can thì ất khắc kỷ, đó rõ ràng là cũng giống các anh ở trên tỵ hợi. Như vậy có thể nói là sơ khởi rằng là tới xét mới 2 tuổi tỵ thì 2 tuổi tỵ thì có nam nữ, thì nam của tuổi tỵ dù là ất tỵ hay là quý tỵ thì đều xui xẻo. Tuy nhiên ất tỵ nữ mạng thì có vẻ là xui hơn là quý tỵ nữ mạng, cho nên là cần cẩn thận à. Rõ ràng là với những cái bất lợi về sao hạn và sao hạn vận niên thiên can địa chi như thế này thì rõ ràng là năm 2019 xét về tổng thể của tử vi thì rõ ràng là năm tam tài đầy khó khăn ha. Và nên nhớ rằng đó là tỵ dậu sửu chịu 3 năm tam tài, người tuổi tỵ thì năm đầu chịu rất là nhiều cái khó khăn, cái tam tài nó đổ vô bên mình, tới năm giữa là của người tuổi tuổi dậu, và năm sau năm 2021 là của người tuổi sửu ha. Rồi tiếp tục tới người tuổi tỵ khác nữa là người đinh tỵ sinh năm 1977, 43 tuổi à. Người đinh tỵ thì mệnh là sa trung thổ à, đất pha cát à, người mà sa trung thổ gặp năm bình địa mộc là tương khắc mộc khắc thổ, bổn mạng sẽ nguy nan, gặp nhiều khó khăn à, bổn mạng sẽ không được tốt đẹp lắm. Tuy nhiên là can kỷ của cái năm kỷ hợi thuộc âm à, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên thổ vượng. Có thể nói là tuy là năm mộc nhưng mà là thổ vượng, cho nên là cái sự khó khăn về bổn mạng do mộc khắc thổ nó cũng sẽ phần nào bị giảm bớt. Hy vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng quá nặng đến cái bổn mạng của các anh. Nam mạng thì đinh tỵ của năm 2019 thì các anh sẽ bị sao kế đô chiếu mạng. À, người ta gọi nam mạng gặp kế đô thì không xô cũng ngã,
người ta nói ốm đau và tai tiếng, nó cũng giống như nữ mạng. Tuy nhiên là sao kế đô thì nó chỉ ảnh hưởng nhẹ cho mình thôi, ở phần ốm đau thôi, chứ không phần tai tiếng thì nó cũng đỡ đi. Người đinh tỵ thì sống rất là kỹ, cho nên là có thể là nam mạng người này sống kỹ tính ha, toan tính cái gì cũng phải chi ly hết, cho nên là sẽ không bớt đi cái phần tai tiếng. Tuy nhiên là hãy nhớ rằng em nói rằng ha, cái đô phong sô cũng ngã thì bổ mạng của mình là không được tốt đẹp lắm, gặp cái năm mà gặp mộc nó khắc thổ nữa, cho nên là đề phòng bệnh nạn là chắc ăn nhất. Hạn gặp địa võng, hạn địa võng thì tinh thần âu lo, lo lắng nhiều điều phức tạp trong cái năm mới. Vận niên là vận niên khá tốt, là dương hồi ngạn, dê về suối uống nước ha, con làm cũng ok. Đinh của chữ đinh với là kỷ, đinh đinh tỵ kỷ kỷ hợi là không xung không hợp về mặt tử vi. Tuy nhiên là đinh thì là thuộc hỏa, kỷ là thuộc thổ, cho nên là sinh xuất ha, hỏa sinh thổ, cho nên là công việc cũng sẽ dễ gây hao tổn rất là nhiều điều. Địa chi thì cũng như đã nói là tỵ hợi là lục xung và là tam tai, cho nên là có thể nói rằng là với cái sao không được tốt đẹp dướng vào cái năm tam tai lục xung ha, thiên can thì sinh xuất, công việc rất dễ gây hao tốn. Rồi là mạng thì bị gọi là tương khắc thổ khắc mộc, cho nên là dễ gây hao tốn và sức khỏe cũng không được tốt đẹp, cho nên là các anh đinh tỵ cũng tiếp tục cần cẩn thận ha. Rồi tới nữ, nữ đinh tỵ sinh năm 1977 của cái năm kỷ hợi á, thì như cũng giống như nam ở trên, mạng là sát trung thổ, gặp năm bình địa mộc là mộc khắc thổ, cho nên là không mấy tốt đẹp. Và cũng như là các anh nam thì cái can kỷ nó thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên là thổ vượng, cho nên cái sự mà tương khắc về bổn mạng á, thì nó không quá nặng nề. Đặc biệt á, là nữ mạng đinh tỵ do là nắm chữ đinh cũng hành hỏa, tỵ cũng hành hỏa, người thì là gốc nạp âm ngũ hành là mệnh thổ, cho nên là bổn mạng của cái người đinh tỵ cũng khá chắc chắn. Người đinh tỵ với người bính thìn là bổn mạng khá chắc chắn, và đinh tỵ còn chắc hơn cả bính thìn nữa, cho nên là hy vọng rằng nó chỉ là suy thôi, suy yếu thôi chứ không có nguy nan ha. Sao là một cái sao rất là may mắn, cái đó là sao chiếu mạng, là sao thái dương, may mắn phúc lộc tốt, một cái ngôi sao rất là tốt đẹp cho cái người mệnh thổ. Thì ngôi sao thái dương là cái mặt trời á, ngôi sao thái dương là mặt trời mà nó thuộc hành hỏa cực mạnh, mà người mệnh thổ thì hỏa nó sinh thổ. Hy vọng với cái sao chủ tốt đẹp sẽ làm cho mình sẽ bớt đi cái sự khó khăn ở trong cái bổn mệnh ha. Hạn thì là địa võng, nhiều việc lo. Vận niên thì dương hồi ngạn, dê về suối rất là tốt đẹp. Thiên can thì cũng giống như nam, địa chi thì đã biết rồi, tam tai khá nặng nề ở trong đây. Như vậy thì không phải vào tam tai thì tuổi nào cũng xấu, có thể là vào tam tai cùng là đinh tỵ nhưng mà nam xấu hơn nữ, thì đây là rõ ràng ha. Dù gì đi nữa thì cũng có sao thái dương chiếu mạng nè, vận niên tốt, cho nên là sẽ đỡ đần hơn nữ, nữ sẽ đỡ đần hơn nam rất rất là nhiều, cho nên là các anh đinh tỵ cần cẩn thận, nhưng mà các chị trong năm tới thì cũng không đến nỗi nào, chủ yếu là phần bổn mạng và sức khỏe của mình cần chú ý một tí xíu thôi. Tiếp tục đó là những em kỷ tỵ sinh năm 1989, 31 tuổi, người ta nói là 31 bước qua 33 bước lại ha, là bắt đầu vào tam tai. Tuy nhiên cái 31 bước qua 33 bước lại này không phải tuổi nào tới 31 thì cũng bị vào tam tai, có thể có tuổi sẽ bị 27, có tuổi bị 29, tùy tuổi, chứ không phải tuổi nào cũng tới 31 bước qua 33 bước lại ha. Thì đây là kỷ tỵ mới bị thôi, thì 31 tuổi kỷ tỵ cũng vướng vào tam tai. Thì xét cho nam á, thì kỷ tỵ là đại lâm mộc nè, mệnh đại lâm mộc, gặp năm bình địa mộc là mệnh cùng hàng mộc,
cùng hành mộc cho nên là tốt đẹp, không có vấn đề gì đâu có thể nói như vậy. Tuy nhiên là sao của nam mạng kỷ tỵ là sao thái bạch, hao tài tốn của, rất dễ sinh tổn hại sức khỏe. Đặc biệt là cái sao thái bạch nó thuộc hành kim, nó sẽ không tốt đẹp, nó sẽ tác hại hơn cho những người mệnh mộc. Cho nên là cái sao chủ thái bạch này cộng với cái kết hợp với tam tài thì cẩn thận, nhiều điều tốn tiền và thậm chí là hạnh phúc nó có vấn đề. Hạn thì thiên tinh, rối rắm tranh chấp trong gia đạo. Rồi vận niên thì được vận niên khá tốt, là long ngộ vân, rồng gặp may. Ok, thiên can thì kỷ gặp kỷ là cùng hàng, người ta gọi là thuận lợi, dễ sinh tài lộc ở trong công việc. Như vậy với vận niên và thiên can như thế này thì công việc vẫn tiếp tục phát triển, tuy nhiên là làm ra không giữ được tiền bạc, làm ra nhiều nhưng mà cũng không giữ được. Đặc biệt là với cái địa chi gặp tam tai như thế này thì gia đạo rất dễ sinh xào xáo, đặc biệt với hạn thiên tinh và cái sao thái bạch đi cùng, kết hợp nhiều điều như thế nào thì sẽ ra. Thì anh sẽ làm cái tử vi của năm 2019 cho những người kỷ tỵ, tức là anh sẽ xét luôn cả về sao mệnh, các cái phúc tinh, tài tinh và phá bại tinh ở trong mệnh của mình, coi xem coi mình có bị tới cái mức là phải chia ly hạnh phúc hay không. Không phải là người nào cũng bị đâu ha, cho nên là đừng quá lo lắng. Rồi đó là nam. Tới nữ thì nữ của kỷ tỵ sinh năm 1989 của cái năm 2019 thì nó cũng có những cái điều rất là hay. Nó là ví dụ như là mạng đi, đại lâm mộc thì là bình hòa với lại năm bình địa mộc của năm kỷ hợi 2019. Rồi sao là sao thái âm, may mắn phúc lộc tốt. Người mà có sao thái âm chiếu mạng, nhất là nữ, thì rất là tốt đẹp trong đường công danh sự nghiệp. Hạn thì là tam kheo, xây sát tay chân nhẹ, vận niên long ngộ vân, rồng gặp may tốt, thiên can kỷ gặp kỷ cùng hàng thuận lợi. Chỉ có địa chi là tỵ gặp hợi là tam tai. Như vậy thì đối với nữ mạng kỷ tỵ thì có thể nói rằng nãy giờ mình xét cho những người tuổi tỵ thì rõ ràng nữ mạng kỷ tỵ gặp rất là nhiều điều thuận lợi, chỉ có là đang ở trong năm tam tai thôi, chứ còn ra là mạng nè, sao, hạn, vận niên, thiên can thì cũng đều là có lợi cả. Cho nên rõ ràng là dù là năm tam tai, nghe năm tam tai, vô năm tam tai, kỷ tỵ nữ mạng sợ, với những cái tử vi như thế này thì rõ ràng không có gì điều gì phải sợ cả. Cái này là xét về mặt bên ngoài, còn cái phúc tinh và tài tinh thì mình sẽ làm cái video chi tiết cho tuổi kỷ tỵ sau. Còn bây giờ là mình đang xét coi là tam tai thì không nói là tuổi tỵ tam tai khó chịu, nhưng mà gặp năm hợi là khó chịu, nhưng mà không phải tuổi nào cũng khó chịu. Xét coi là khó chịu ở làm sao ha. Rõ ràng ví dụ giống như ất tỵ thì khó chịu thật, nhưng mà kỷ tỵ nữ mạng thì rõ ràng là các em rất là ok. Rồi đến những người tuổi tân tỵ. Tân tỵ thì năm nay mới 19 tuổi. Năm nay là năm thi tốt nghiệp. Tuổi tân tỵ thì mạng là bạch lạp kim, vàng chân đèn. Cho nên là gặp năm bình địa mộc là kim khắc mộc, là mạng khắc năm, thì cũng không tốt đẹp lắm về mặt sức khỏe. Nam mạng thì là thuộc sao La Hầu, nữ mạng thì thuộc sao Kế Đô. Nam mạng là sao xấu nhất, nữ mạng sao xấu nhất, rõ ràng là thấy không êm rồi đó ha. Nhưng mà các em thì đâu có làm ăn gì, chủ yếu là học hành, cho nên là cái sao ảnh hưởng này thì rất là dễ không tốt đẹp trong việc thi cử học hành, cho nên là phải cần cố gắng hơn nếu muốn được cái kết quả tốt đẹp. Nam mạng thì hạn là tam kheo, xây sát tay chân nhẹ. Nữ mạng thì hạn thiên tinh, hạn thiên tinh thì tranh chấp kiện thưa, mà hạn thiên tinh này thì các em còn nhỏ xíu mà kiện thưa ai đâu, đúng không? Rất hiếm cái chuyện kiện thưa. Chủ yếu là các em nam hạn tam kheo, xây sát tay chân nhẹ thì đi đứng cần cẩn thận, chạy xe nhìn trước có sao một tí xíu, nếu không muốn vào cái bệnh viện nằm ảnh hưởng đến cái kỳ thi tốt nghiệp của mình.
Vận niên thì cẩu cùng phong, nam nữ thì cũng như nhau. Thì vận niên cẩu cùng phong tức là vận niên gặp một cái năm niên không có thuận vừa thuận ý mình, nó gặp nhiều điều mà chống trái, khó chịu ở trong cái cuộc sống, cho nên là gặp chuyện mà tranh chấp hay là kiện thưa hay là như thế nào đó thì bỏ qua đi cho an toàn ha các em ha. Thiên can á, thiên can thì chữ tân với lại chữ thiên can thì chữ tân gặp chữ kỷ thì cũng không có gì đặc biệt. À, chữ tân thì thuộc kim, à kỷ thì là thuộc thổ, cho nên có thể nói là thương thiên can được cái việc ảnh hưởng tốt của nạp âm ngũ hành thổ sinh kim, cho nên có thể nói là các em không có còn không có phải là người làm ăn gì cả, các em là người đi học hành, cho nên là có thể nói là trong họa có phúc, có thể nói dù gì đi nữa thì các em vẫn vượt qua được cái khó khăn ở trong cái năm này. Cái cuộc sống cũng không quá nhiều cái khó khăn, nhưng đặc biệt là địa chi tỵ hợi là tam tai, mà tam tai thì ảnh hưởng nhiều đến cái chuyện mà xung đột, cái chuyện không vừa lòng ở gia đạo. Thì các em hãy nhớ là mình là người còn nhỏ, vận niên hay là như gì đó nó không ảnh hưởng chi phối lên mình quá nhiều. Tuy nhiên là mình chỉ cần cố gắng hết mình học hành để mà đạt được cái tương lai. Hãy nhớ rằng là các em còn nhỏ, đừng nghĩ rằng đó là vận mệnh của mình là được ông trời sắp sẵn, không phải. Con người ta nó có hai vế, vận và mệnh. Mệnh là do trời định, trời định cho mình. Vận là do bản thân mình tạo ra, cái vận hạn do mình tạo ra. Tại sao người ta không biết mệnh vận, tức là ngược lại mà người ta vận mệnh, tức là cái mệnh có sẵn nhưng mà mình vẫn có thể đi trước nó mà để thay đổi. Bằng cách như thế nào? Bằng cách mình sống hiền hòa, mình cố gắng. Tới một cái ngã ba, thấy không? Nếu như mà mình có một cái mình biết trước cái vận của mình không tốt, thì mình đi là đi con đường nó trong trên, thì mình cố gắng hơn, mình gọi là mình nỗ lực hơn thì mình sẽ có cái kết quả tốt hơn. Đừng có bao giờ nghĩ rằng vận mệnh của mình không được thay đổi. Không có, mình có thể thay đổi nó nhờ cái vận hạn của mình. Vận hạn của mình là như thế nào? Mình sống tốt hơn, mình cố gắng hơn thì mình sẽ đạt được cái kết quả tốt đẹp hơn ở cái mệnh của mình. Đó, cho nên là dù là năm tam tai mình chịu khá sớm, mới có 19 tuổi đã phải bước vào năm tam tai. Tuy nhiên là nó không có quá khó khăn đâu. Hãy biến tam tai, biến những khó khăn thành cái động lực của mình mà phấn đấu để đạt được cái kết quả tốt đẹp hơn. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong tuổi Tỵ vướng tam tai của năm 2019 sẽ gặp những khó khăn gì và tuổi nào khó khăn ra sao ở trong cái năm tam tai 2019. Hy vọng rằng những người tuổi Tỵ biết mà ứng dụng vào cái cuộc sống của mình, cương nhu trong làm ăn, thì mình cũng sẽ làm tất cả những cái tử vi của năm 2019 chi tiết cho những người tuổi Tỵ thôi. Tuy nhiên là mình muốn cảnh báo mọi người, thì là mọi người hay hỏi mình quá là năm tới những tuổi nào là những tuổi phải chịu tam tai, thì mình khẳng định là những người tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu là những người sẽ chịu tam tai 3 năm liên tiếp, đó là 2019, 2020 và 2021. Và năm 2019 thì những người tuổi Tỵ sẽ chịu nặng, và năm 2020 là những người tuổi Dậu và 2021 là những người tuổi tuổi Sửu. Mình cũng sẽ phân tích ở một cái video tiếp theo về tam tai 2019 ứng như thế nào lên những người tuổi Dậu và những người tuổi Sửu. Rất vui vì mọi người chú ý đón xem. Nếu mọi người thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người khác cùng được biết. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.